Rồi cơ khí Nam Bon xin chào các bạn nha. Hôm nay mình đi thực tế luôn, mình vô tới trong đồng luôn mà đi theo cái con máy khoan đường nước nè bạn. Giờ đang lên chạc, bạn lên vô khoan mà đi theo mình quay nha. Cái máy khoan đường nước này đặt. Cái vùng đất này thuộc vùng đất xã Vĩnh Nhận các bạn. Nó có chữ là nó có bánh dẫn các bạn. Có bánh dẫn. Giờ mình đi theo xuống anh tài xế chạy cái miếng đất này các bạn. Bây giờ anh chạy qua cái đường nước bên đây nè, anh khoan tiếp nha. Nãy chạy từ ra bây giờ chạy vô nha bạn, chạy vô nha. Mình cũng xin nhắc lại nha, mình quay chia sẻ bạn là đi thực tế cái con máy khoan đường nước của xưởng Nam Bon đóng, đặt cái con D30 có đề và cái dàn đùi của nó là đùi của hàng số liên hợp các bạn, đùi của hàng số liên hợp đó.
có cái đường nước cũ thì tài xế nó không có hạ bánh dẫn trước xuống mà bánh trước nó có bánh dẫn mà nó bèn lên nữa, sao nó có bánh lái nữa.
rồi đó các bạn, đã xong rồi đó. Giờ là anh chủ máy đã xong cái hoàn thành cái khuôn này đó. Giờ là đi điểm khác nha. Rồi mình cũng xin chúc các bạn ngày mới tốt lành nha. Mình kết thúc video đây. Hẹn lại video sau. Bye bye.